mọi người, lại là mình đây, mình chính là công an Phong Cận đây mấy bạn ơi. Nhưng mà hôm nay có một điều là mình không còn mặc đồ công an nữa, mấy bạn biết sao không? Là bởi vì lần trước mình lỡ cho anh Sammy, thế là Sam tịch thu luôn cái bộ đồ công an của mình rồi. Thế nên bây giờ mình không có đồ công an để mình mặc nữa, nhưng mà không sao cả, mình vẫn là công an trong làng Hero Team, mình sẽ đi bắt tội phạm mấy bạn ạ. Đó, bạn thấy mình ngầu chưa? Bạn thấy mình ngầu chưa? Đấy, thì quên nữa, từ nãy hình như mình quên chào các bạn. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Đấy, còn bây giờ mình sẽ đi bắt tội phạm đấy các bạn ơi. Không biết trong làng hôm nay có tên trộm hay là có gọi là tên tội phạm nào xả rác bừa bãi, hoặc là gọi là phá hủy tài sản người khác không ta. Ủa cái tiếng gì vậy? Ủa thành công rồi. Trời ơi, ơi cái thằng kia, cái thằng bịt mặt kia. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, mình phát hiện ra rồi, có một thanh niên đang ở trên nhà của Mr. Dịch, và thanh niên này bịt mặt chắc chắn là ăn trộm rồi. Ơi cái thằng kia, xuống đây mày. Ui tao xuống, cái thằng không bịt mặt kia tao không thuộc hay làm sao? À, ủa cái thằng này là ai ta? Ủa khoan từ, để mình đọc cái tên của nó coi. Hả? Thằng cơ mặt ngu. Trời, cái thằng này, cái thằng này là cái thằng mà lần trước nó đặt bom trong ngôi làng của mình nè các bạn ơi. Có phải nó không ta? Tại lần trước mình nhớ hình như là cái thằng đặt bom nó cũng tên là cái gì mặt ngu á. Hình như là nó rồi. Ê, cái thằng kia. Mày nè con, đó, trời, ta đã hack được toàn bộ hệ thống của cái nhà này. Tối nay tao vịt nó livestream, ta sẽ thả virus vô. Ê, cái tên kia, cái tên hacker mặt ngu kia, ngươi nói gì cơ? Ngươi dám hack máy tính của anh Dịch hả? Có giỏi xuống đây, ta là công an rồi, ta sẽ bắt ngươi. Xuống đây nhanh lên. Mày là thằng nào? Mày pin ngay là thằng nào? À, mày màu xanh, mày là cái thằng nhà xanh xanh bên cạnh đó. À, thằng Phong Cận TV, thú tài nhất vũ trụ điện ảnh Marvel. Ủa, tao biết mặt mày ơi. À, cái thằng này láo mấy bạn ơi. Mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World, mà nó dám kêu mình là xấu trai nhất kìa bạn. Trời ơi, nói chung là tao không cần biết, nhưng mà tao nghe cái tên của mày là cái gì mà hacker mặt ngu, là tao biết là mày là mặt ngu lắm đúng không? Ai mà biết được. Thì tao là tên là hacker mặt ngu, tao tên là hacker đẹp trai. Gì mà hacker đẹp trai, rõ ràng cái tên của mày là hacker mặt ngu kìa. Có giỏi xuống đây nói chuyện, đứng ở đây nó mỏi cổ quá. Xuống đây nhanh lên. Ôi bạn ơi, không còn lâu tao mới xuống ngu thì tao xuống. Ủa mày là thằng nào? Mày nhiều chuyện không? Mày thích nhiều chuyện không? Mày không xuống hả? Mới hack được một cái máy tính mà đã có thằng nhiều chuyện rồi, mày chết với tao rồi, mày xong rồi. Mày không xuống. Ủa? Mày không xuống thì tao lên tao bắt mày. Thằng kia. Ủa sao mày mập mà mày đi lẹ? Ê, mày kêu ai mập? Trời ơi bạn ơi, nó dám xúc phạm mình, nó kêu mình mập mấy bạn ơi. À, mày còn xúc phạm cả công an Phong Cận nữa hả? Mày láo rồi ha. À, mày là công an Phong Cận à? Trời ơi, thằng Thảo làm gì có ai công an mặc đồ như này? Giờ mày muốn gắt tao, mày muốn gắt không? Mày muốn không? Ôi, trời, cái thằng này nó cũng có súng mấy bạn ơi. À, mày ghen lắm. Mày còn tàn trữ vũ khí nữa hả? Nói chung là ta chính là công an, mặc dù là ta không mặc đồ công an, nhưng mà ta tự nhận ta là công an, và ta là người bảo vệ hòa bình cho cái làng Hero Team này. Ta đến đây là để bắt những tên phá hoại như ngươi. Ngươi chính là cái tên là đặt bom nhà ta đúng không? Đối ta đấy không phải là phá hoại, đối ta đấy là đam mê không? Ta được sống với đam mê của mình. Bây giờ ngươi muốn bắt ta gì? Thôi còn lâu, muốn xem ta mà ảo thuật không? Ảo thuật cái gì mà ảo thuật? Mà khoan, trước khi ta bắt ngươi, ta phải xem cái mặt của ngươi, coi cái mặt của ngươi có ngu thiệt không đã. Xem mặt của ta, còn lâu ta mới cho ngươi xem mặt của ta. Đâu. À, ta hiểu rồi. Trên đầu của ngươi đang đội một cái thùng xốp. Ngươi muốn che cái mặt ngươi lại, bởi vì mặt ngươi ngu lắm đúng không? Cho nên ngươi phải che lại đúng không? What the hell? Mặt ta quá đẹp trai, bỏ ra là ngươi phát ói, À, quên nhầm mờ ý lộn, bỏ qua là ngươi ngất luôn á. Không, ta đứng chút, ta không cho ngươi xem đâu. Ngươi muốn mắt ta gì, có lâu. Ta bắt ngươi bây giờ nè. Ui, mày bay lắm kìa, đụng vào khủng long kìa. Đâu, khủng long đâu, mày bay đâu. Ủa, rồi. Ôi, cái thằng kia. Cái thằng kia đứng lại. Cái thằng kia đứng lại. Mày ơi. Bắt được bà đời, đúng rồi, bắt được em, không bắt được làm chó. Ôi, cái thằng này láo nha. Ôi mấy bạn ơi, cái thằng này nó có cái gì ta, nó có cái tơ nhờ đi hệt như Spider-Man, nó chạy nhanh quá bạn ơi, đúng là hacker, nó chạy nhanh ghê luôn á. Mình không dí được nó. Ui tức cái giờ. Ôi, xém nữa là mình lập được công lớn rồi. Này, nói chung là mình sẽ cố gắng đi bắt cái thằng này bạn ơi. Nếu như mà mình mà bắt được cái thằng hacker mặt ngu này á, thì bảo đảm anh Dịch sẽ gọi là khen thưởng cho mình và bầu mình lên làm trưởng team luôn đó. Sau đó mình sẽ cho anh Dịch xuống làm phó team. Ok. Ôi tức quá. Cái thằng này không bắt được nó, tức quá.
thôi, mình phải ráng mình gài bẫy mình bắt nó mới được. Ai, trời là trời, tức quá mà. Nói chung là hôm nay mình đã gọi là cảnh báo cho mấy chú công an ở trong làng Hero Team biết về cái thằng hacker này rồi các bạn ơi. Bảo đảm với các bạn là trong vòng 1-2 ngày nữa là thằng hacker này chắc chắn sẽ bị bắt cho mà coi. Bởi vì sao? Bởi vì mình là Phong Cận TV đẹp trai hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh công an rồi. Cho nên là không thể nào mà tha thứ cho cái thằng hacker này được. Hay, thôi bây giờ mình tiếp tục gọi là đi vòng vòng coi coi biết đâu mình gặp lại nó là sao đúng không? Ok, đi vòng vòng coi. Vai ông ta. Thằng hacker kìa. Hôm nay tao tuyên bố tao sẽ đốt luôn cả cái chung cư này. Hai hôm bữa mình dại quá, mình đặt bom có mỗi phần chân rồi, thành ra nó không đổ hết. Hôm nay tao đặt từ trên đầu đặt xuống à, tao sẽ đốt hết luôn cái chung cư này. Ôi hacker rồi, hacker rồi, mình mới vừa thấy nó trên đây mà. Thằng hacker. Thằng hacker mặt ngu kia, ta tìm thấy ngươi rồi. Lần này ngươi đừng hòng chạy thoát, bởi vì ta đã có được cái gọi là công an đã cấp cho ta một cái sợi tơ nhện của tôi của Spider-Man, ta có thể bay theo ngươi rồi. Ngươi không trốn được ta đâu. Trời ơi, xin chào thằng xanh mặt ngu. Làm sao mà mi mới có thể chặn được ta được? Giới thiệu cho ngươi biết là nhìn là công trình mỹ thuật thẩm mỹ của ta 1000 năm văn hiến mà, nói gì đâu. Đó, tao sẽ đặt hết bom quanh đây. Lần này nha, không thể nào mà chống đỡ như lần trước đâu. Kỳ này tao cho sập luôn công tư, cho nuôi cái chung cư này luôn. Cái tên này láo ấy à. Lần trước ngươi đốt cái bên dưới nhà của ta, ta sửa cực kỳ khổ luôn. Lần này ngươi còn gọi là tính là phá hủy thêm, gọi là thêm nữa hả? Cái tên này ta nói nha, ngươi không được đốt cái chưa. Ngươi, ta đốt là việc của ta, làm gì ta. Cái thằng này láo thiệt. Ê, dừng lại nha, không được manh động nha. Đứng im đó, để ta lại gần ngươi, đứng im. Mày lại gần tao, mày đi tóc gạt gạt cái là mày nát luôn nhà không, mày tức không? Bình tĩnh anh hacker đẹp trai bình tĩnh, bình tĩnh nào. Lâu lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ, tao sợ gì cái đầu xanh nhà mày. Cái thằng này láo bạn ơi, nó dám kêu mình là cái thằng đầu xanh. Mà đúng rồi, cái đầu mình nó màu xanh mà ta. Nhưng mà tức quá. Ủa mà khoan, cái cần gạt này là gì đây? Ôi, cái cần gạt đấy thì là công tắc mở, kia là công tắc đóng. Tắt nó đi chứ sao ngu hỏi gì mà dốc thế. Cấm cái trò cái đây đó, cấm cái nhà, cấm nha. Lộ rồi nha, có nghĩa là ta chỉ cần gạt cái cần gạt này xuống là mấy cái quả bom này sẽ không nổ được đúng không? Tưởng gì? Cấm ngươi vô đó nha, cấm ngươi đó. Trời ơi, đừng nha. Tưởng gì? Ok, đập nó ra luôn nè. Mày nha. Ủa cái gì? Biết. Bị lừa rồi. Ai trời bạn ơi, thì ra cái công tắc đó chỉ là một cái bẫy thôi. Thằng hacker nó cố ý gọi là cho mình lại gần đó để nó hất tung mình ra bạn ơi. Cái thằng này láo thật, nó để cái lò xo bên dưới. Cái thằng này láo quá ta. Ủa mà khoan, nó có làm gì trên đó chưa vậy? Hãy nhìn đây. Cái gì vậy? Ôi, bom nổ rồi. Rồi xong luôn, banh chanh. Leo lên xem cái thằng hacker này. Trời ơi, lại tiếp tục bể làng rồi bạn ơi. Trời ơi là trời, banh luôn cái Gaming House lần thứ hai. Trời ơi, Phong Cận TV mày đặt làm cảnh sát một đồ xanh bị lừa thôi. Nông thôi, cái thằng hacker đã đi ngay. Cái thằng hacker đứng lại. Trời ơi bạn ơi, tức quá mà. Không ngờ rằng là một người thông minh như mình lại bị cái thằng hacker này gọi là lừa bạn ơi. Không thể nào chấp nhận được. Kể từ bây giờ mình sẽ không làm công an nữa. Tại vì làm công an, gọi là làm công an thì không thể nào mà chống lại được với mấy cái thằng này bạn ơi. Tại vì công an chỉ có thể bắt cướp thôi, còn riêng về hacker á thì mình phải gọi là trở thành một người thông minh hơn. Để mình bắt được nó, mình sẽ trở thành thám tử lừng danh Co Phong. Mình thích đọc chuyện Conan lắm, mình quyết định sẽ trở thành thám tử rừng danh Co Phong mấy bạn ơi. Ok. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau. Hy vọng rằng những tập sau mấy bạn sẽ thấy được sự thông minh của mình. Ok, mấy bạn nào mà muốn những tập sau mình sẽ trở thành thám tử lừng danh Co Phong thì các bạn hãy đừng quên bình luận cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã dài rồi, mà mình phải đi sửa lại ngôi làng đây chứ nó phá hủy cái chung cư của mình nữa rồi, tức quá. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Và trước khi kết thúc video này, các bạn đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nha anh em. Tức cặn hacker này quá mà. Ok, tạm biệt mọi người. Bye bye, yêu anh em phải nói.